Vài tiếng trước khi bắt đầu trận đại chiến này lửa với Man United tại Emirates, các cổ động viên Arsenal mặt tái nhợt bởi họ nhận được hùng tin sẽ đánh. Thomas Partey bị chấn thương nặng và phải rời xa sân cỏ 3 tháng. Từ đầu mùa này, tiền vệ người Ghana được huấn luyện viên Mikel Arteta kéo xuống đá hậu vệ phải. Ngoài nhiệm vụ phòng ngự đơn thuần, Partey còn thường xuyên di chuyển vào khu vực giữa sân để gia tăng quân số cho Arsenal khi kiểm soát bóng. Do đó, vai trò của Partey là vô cùng quan trọng. Cầu thủ 30 tuổi chơi hay đến nỗi, Kieran Tierney vẫn bị bán đi dù Julian Timber chấn thương đến gần hết mùa. Và khi Partey nhập viện, sự lo lắng bao trùm lên cả sân Emirates. Trong tay huấn luyện viên Mikel Arteta thực sự vẫn còn những phương án để ông xử lý vấn đề. Ông có thể đẩy Ben White lại khu vực cánh phải mà anh chơi rất tốt. Và khi đó, Gabriel Magalhães sẽ có trận đấu đầu tiên có mặt trong đội hình xuất phát kể từ đầu mùa giải. Gabriel Magalhães là đối tác quen thuộc của Saliba mùa trước. Cùng nhau, cả hai đã giúp cho hàng phòng ngự pháo thủ giữ sạch lưới tổng cộng 14 trận mùa trước. Thế nên vấn đề của Gabriel có lẽ không đến từ chuyên môn. Thay vào đó, những lời mời chào với mức lương khổng lồ có lẽ đã khiến cho hậu vệ người Brazil dao động và không tập trung. Và huấn luyện viên Mikel Arteta đương nhiên là cấm tuyệt đối bất kỳ cầu thủ nào lơ là và chệch mạng được phép có mặt trong đội hình xuất phát. Thậm chí ở trận hòa Fulham, Gabriel còn không được ra sân phút nào. Đúng ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, Gabriel có một tuyên bố gây sốc. Cụ thể, trên trang cá nhân trung vệ người Brazil viết: "Sẵn sàng viết một câu chuyện mới." Động thái của Gabriel gây tò mò và tờ Metro nhận định rằng rất có thể cầu thủ này sẽ mở đường gia nhập bến đỗ mới. Song sau cùng, không có chuyện gì xảy ra. Để rồi khi nhìn Gabriel thi đấu ở trận đấu gặp Man United hôm qua, hóa ra câu chuyện mới mà anh đề cập chính là một khởi đầu mới với Arsenal. Dù bị loại khỏi đội hình thi đấu 3 trận, Gabriel vẫn cho thấy sự chuyên nghiệp đáng nể, vào sân và lập tức trung vệ người Brazil cho thấy đẳng cấp của mình. Anh chặn được hai cú sút nguy hiểm trong vòng cấm, trong đó có một pha dứt điểm mà Rashford ập vào rất nhanh. Nếu cái chân của Gabriel không thò ra đúng lúc thì lưới của Arsenal có lẽ đã rung lên ở tình huống này. Chưa hết, Gabriel còn có tình huống tỉ đè cực kỳ khéo léo khiến Rashford hỏi lùn ngã trong vòng cấm. Và trọng tài Anthony Taylor đã tin rằng trung vệ người Brazil không hề phạm lỗi. Nhưng nếu để chọn ra tình huống điểm nhấn của trận Super Sunday vừa kết thúc, có lẽ rất nhiều người sẽ công nhận pha phanh cháy máy của Gabriel chỉ là tình huống xoay chuyển tình thế. Từ việc đứng trước nguy cơ bị thua ngay trên sân nhà trước Man United, thì pha cong mông, hóp bụng, thu tay đầy tỉnh táo của Gabriel đã giúp Arsenal như được đội mồ sống dậy sau pha chết hụt. Phải nói là Gabriel đã quá tỉnh táo, trong tích tắc như thế mà vẫn kịp chủ động bẫy việt vị Garnacho. Rõ ràng, Man United có một trận đấu hay và phản công sắc sảo, nhưng tiếc là họ chưa đủ may mắn cần thiết để giành lấy 3 điểm khi ra về. Nhưng sau tất cả, Arsenal hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này, bởi ngày hôm nay trong đội hình của họ sở hữu siêu anh hùng mang tên Gabriel Magalhães. Cả hai pha xử lý đỉnh cao của anh đã ngăn chặn hai bàn thắng 10-10 của Højlund và Garnacho và tiếp thêm động lực cho toàn đội mang về chiến thắng cảm xúc trong những phút cuối. Ngược lại, huấn luyện viên Ten Hag bên phía Man United thì không thể cay cú hơn vì những tình huống 50-50 này. Việt vị hay không, đôi khi ranh giới đúng sai rất mong manh. Chúng tôi biết điều đó và phải chấp nhận. Nhưng ở tình huống này, Garnacho không hề việt vị trong tình huống sút tung lưới Arsenal. Tôi nghĩ rằng các góc máy quay không chính xác. Tôi có góc quan sát và không nghĩ đó là pha việt vị. Chúng ta phải chấp nhận. Ngoài ra, chúng tôi đáng ra phải được hưởng penalty khi Højlund ngã trong vùng cấm Arsenal vào cuối trận. Nhưng nhận định của mười khó đã bị trọng tài Maidin phản bác. Đó là một tình huống rất xít sao. Khi nhìn qua, tôi nghĩ đó là một pha bóng việt vị. Có một hay hai góc máy có vẻ cậu ấy không việt vị. Khi bạn tạo ra đường kẻ thì bạn không thể đổ lỗi cho công nghệ. Họ đã đặt đường kẻ vào vị trí đúng, không thể sai được. Những góc máy ở đó để được sử dụng, và họ sử dụng những đường kẻ chữ thập để đảm bảo nó được đặt đúng hướng. Vai của Garnacho đã việt vị và đó là quyết định được đưa ra. Tôi hiểu vì sao huấn luyện viên tức giận, bởi vì góc máy không lý tưởng. Nhưng chúng ta có công nghệ để đưa vạch kẻ vào vị trí chính xác và nó trông như một tình huống việt vị ở tốc độ bình thường. Cả hai góc máy sẽ được sử dụng, bởi vì sẽ có những chiếc máy quay đặt ở nhiều vị trí khác nhau trên sân. Họ đã sử dụng một góc máy và đặt đường kẻ chính xác và đưa ra quyết định chính xác. Pha bóng này trông thực sự việt vị khi họ dừng khung hình kể cả khi chưa kẻ vạch. Như vậy có thể thấy, Gabriel đã cứu Arsenal khỏi cõi chết chỉ bằng một tích tắc hành động. Trên mạng xã hội, các cổ động viên Arsenal đang vô cùng phấn khích trước tình huống đẳng cấp của trung vệ người Brazil. Thịnh Kiều: "Như hoạt hình Tom and Jerry." Đình Quang: "Tư duy ác thất." Đậu Tuyết Nhung: "Độ quái và thông minh của G6. Lê Thanh Hòa: "Pha này là tao thì tao ngã ngửa ra sân luôn ấy." Nguyễn Khuê: "Đọc tình huống quá hay." Tuấn Nguyễn: "Không có và chắc quả này đi luôn rồi." Thiện: "Pha này mà thua thì đúng là còn cái nịt." Thái Sơn: "Đâu ông này nhảy số nhanh thật." Tất nhiên không thể không nhắc đến công sức của Declan Rice, người đã có cú dứt điểm xứng đáng 105 triệu bảng. Vào thời khắc đồng hồ điểm phút bù giờ thứ 5 trên sân Emirates, khi không ít cổ động viên Arsenal đã ra về vì thất vọng,
Rice khôn ngoan chiếm lĩnh không gian trong vòng cấm, dày đặc những cái bóng áo sọc đen trắng. Ngay sau khi nhận thấy Bukayo Saka chạy đà, thực hiện quả đá phạt góc cánh phải, Rice đã bắt đầu di chuyển. Không một cầu thủ đội khách nào theo kèm tân binh mặc áo số 41 của Arsenal. Có lẽ vì đánh giá thấp khả năng uy hiếp tiềm tàng của cầu thủ này. Chỉ chờ có vậy, Rice ngước lên, tập trung cao độ quan sát thật kỹ đường bay của trái bóng. Anh bước thêm vài nhịp về phía trước, phán đoán điểm rơi trước khi đỡ ngực khống chế. Bóng bật ra hơi mạnh, nhưng không sao cả, vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Đến lúc này, toàn bộ đội hình quẹ mù ngoái lại thì đã muộn. Ai nấy có vẻ đều sửng sốt khi thấy Rice xử lý thành công ở một tình huống rất khó. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, bàn hợp đồng 105 triệu bảng của Arsenal vùng chân phải vô lê quyết đoán. Bóng khẽ chạm vào chân của trung vệ Johnny Evans, bay vào góc gần, khiến cho thủ thành Andre Onana dù chạm tay được vào bóng, song không thể cứu thua. Bóng đã nằm gọn trong lưới quẹ mù. Khi các cầu thủ Quỷ Đỏ còn đang ú ớ trách móc lẫn nhau vì bỏ quên Rice, thì tiền vệ này chạy như điên dại về cột góc ăn mừng. Cả cầu trường Emirates vỡ òa trong sung sướng, bởi đó là khoảnh khắc định đoạt vận mệnh trận đấu. Rice sau bao chờ đợi đã sắm vai người hùng. Nếu như người hâm mộ vui 1 thì Arsenal vui 10. Ở hè 2023, pháo thủ đã rất lao tâm khổ tứ mới chiêu mộ thành công Rice từ West Ham. Số tiền mà họ chi ra ở thương vụ này cũng ở mức khổng lồ, 100 triệu bảng phí chuyển nhượng kèm 5 triệu bảng phụ phí, biến Rice trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ. Dĩ nhiên, đi kèm với đó là những ánh mắt dò xét. Ai cũng thừa nhận Rice có năng lực, đã khẳng định được vị thế tại Premier League sau nhiều năm chinh chiến tại West Ham. Nhưng dù thế nào, tiền vệ 24 tuổi cũng khó xứng với mức phí chuyển nhượng 100 triệu bảng. Những hoài nghi về việc Arsenal mua Rice cũng dễ hiểu, bởi bao lâu nay, các cầu thủ mang quốc tịch Anh đều được truyền thông trong nước thổi phồng, khiến cho giá trị bị đồn lên đến mức phi lý. Theo thời gian, tất cả giờ trở thành thiên kiến. Phí chuyển nhượng trên trời cộng thêm áp lực đè nặng, hứa hẹn sẽ là thách thức cực đại với Rice tại Arsenal. Dù vậy, gạt qua tất cả, cựu ngôi sao của West Ham cho cả thế giới thấy anh đáng từng xu từng hào với những gì mà pháo thủ đã bỏ ra. Chẳng cần mất nhiều thời gian, tác động của Rice đem đến cho Arsenal gần như là không thể đong đếm. Gabriel và Rice, hôm nay họ xứng đáng là những người được ca ngợi nhất ở thành London.